Hello, xin kính chào ông bà, cô chú và anh chị em ha. Đã đến với kênh của Bắc Lê Channel ha. Picking up, right? Yeah, I'm picking up, sir. So right now when they leave, yes. You're gonna turn in. Yes. And reverse to number two. Door number two over there. Over there. Oh, back up here. Yeah, so you're okay. Turn in and back up to number two. Yeah, thank you, sir. Thì anh mà anh làm trong cái lên hàng cho bác á, anh đi ăn cơm anh về. Bác hiện tại bác đang đứng là thành phố gần thành phố Santa Ana đó của California. Thành phố Santa Ana là ngay khu trung tâm người Việt ở đó, đông lắm. Ở đây thì đường xá thì rộng rãi nhưng mà hàng xưởng thì nhỏ lắm. Nó có hai cửa anh thấy không? À, nó kêu bác vô đô số 2 hả? Ok thì mình chạy vô nha. Cái lô hàng này bác lấy ở đây bác đi về thành phố Monroe của Georgia đó. Ngay Anh Long á, ngay chỗ Anh Long xin xe luôn á. Vô hết cái dòng bự rồi nè, dòng là nó mới vừa. Đó. Vô. Nhỏ quá trời ơi, cái cổng không đẩy lại sát nữa, làm sao mà vừa đây trời, dướng xíu cái cổng à. Dướng cái cửa đó, cái cửa đó mà đẩy vô xíu nó mới vừa, giờ nó bằng điện tử sao đẩy. Bắt vô gì thì được rồi ha. Rồi cái anh xe đậu xanh hồi nãy ngày đậu kế bên bắt nó lắc sầu ra không biết nữa. Họ phải chờ bắt làm xong họ mới ra được. Bắt phải ra trước. Chạy vô đã đời rồi, chạy ra đã đời luôn. Đã bắt lấy hàng xong rồi đó, giờ đi ra về thôi. Nó nằm sâu lắm, đoạn túi trong đây rất là sâu, gần phố Lục Thọ mà sâu lắm. Bây giờ là 12 giờ, ráng chạy ra về liền để họ nó kẹt xe. Nó kẹt kinh hồn. Chuyến này về tuần sau là lễ, được nghỉ lễ nha. Ở dưới miền Nam này, miền Nam Cali á, trồng ổi trồng đồ dễ á. Còn hồi xưa ở San Jose đó là miền Bắc Cali á, cho nên trồng không được. Ổi trồng người ra đó, phải cưng như là cưng con nghe đó, tới mùa đông phải đem ôm vô nhà mà nó ra trái là nhất là ăn không ngon. Lâu lâu thấy được cái ổi đâu có đi làm nhà, người ta nó thấy cái ổi mừng lắm, lỡ đứng vòng vò là bị mấy bà già nhất là mấy bác lớn tuổi, tại người ta trồng ổi thì cưng dữ lắm. Mấy bác lớn tuổi ở nhà ta trồng cây kiểng rồi đó, trời ơi cưng quá.
thấy bắt mà là mong men là gần cái cây ổi là ta lại ra đứng nói chuyện ấy, mà sợ mình thôi tay bẻ bậy chứ có gì á. Rồi cái cây ổi thì cưng dữ lắm, là thử ăn không có nhiều á mà ta cưng cái người ta trồng á, ta cưng chứ không có gì chứ á. Ôi trời ơi trời, thử cái ổi có nhiêu tiền đâu mà tại vì quý quá trồng khó sống quá cho nên ta cưng á. Cái hậu này mát mẻ quá. Mốt đi về thôi. Mới có 12 giờ mà kẹt kỹ ta. Mà giao mấy cái freeway giao nhau là kẹt hả? À? Mà cũng rang lên mình để chặt cái đầu hoài rồi. Thắng mệt luôn á. Đúng vậy không á. Chặt chặt ngang không. Thế đang xuống dốc cứ chặt chặt ngang nó thắng đâu có nổi đâu. Cali này cảnh núi non đẹp quá ha. Rồi mấy nhà nằm trên đó không thấy đông nổi, giờ cho ở đông nổi thế cái ly nữa. Nhà cái triệu mấy hai ba triệu gì đâu không sao mà sống nổi, rẻ chứ mấy triệu trời tiền đâu đó. Hy vọng leo lên freeway 60 sẽ đỡ kẹt hơn. Không còn gì để tả. Giờ bóng chưa 60 đi về hướng hướng đông á. Mỗi lần giao freeway lại kẹt vậy đó. Chịu thôi. Diễn hàng ngày như mỗi ngày mà nó khóc lóc vậy. Nam nó trồng dừa được đó, trồng đẹp quá ha. Nhìn thấy cái dừa đẹp. Cái cao kiện đó, mấy trái tụi nó bỏ vậy nó họ trồng họ bán đó nha. Không có bỏ đâu nha. Lát trên đường ra là họ nguyên cái đám rừng luôn á, họ trồng họ bán á.
ra được tới đây là cũng kêu là mừng rồi đó hả. Nó kẹt thêm chỗ này nửa tiếng nữa thôi. Nói chung là cũng là good rồi đó. Lên được 60 là good rồi đó. See you tomorrow. Bắt ăn mắm hai bữa trước á bị trúng thực á, giờ nó đau quá trời, đau tử à. Không biết cái nào đây, cái này đây, hy vọng uống vô đỡ. Nó đau từ hôm kia tới giờ. Lái xe mà bị bệnh ở ngoài đường nó khó chịu lắm. Trời ơi sao mày vô đây chứ, vậy cũng vô đây. Dạ mày. Này thuốc nhai hả? Không biết nhai là mấy viên không biết không? Hai viên. Nghe đại đó. Trên xe mà đau bụng khó chịu từ hồi qua giờ nó rim. Bắt nghĩ chắc ăn ba cái mắm á. Wow. Bỏ nó lên đây nó uống tiếp. Lần đầu tiên mới uống thuốc này á. Thè. Giống như ăn kẹo á. Đây là lầu kiến rồi. Giờ thả nước à. Giờ nước đây rồi. Xả bình nước ra để thử coi, tại bữa hôm bắt mới xả ở trong cái gì. Kháng cái gì nó kêu cụp đi rồi. Bắt mới xả ở trong đâu bữa xả đâu ta? À, 2 ngày trước rồi. Bữa nay bác xả thử coi nó còn nước không. Nếu mà nước nó còn á thì là cái lỗ do cái cục làm hơi á, cục nó về phải thay mới được. Để bác khung nước mở cái van cho nước nó chảy ra ha. Đó, nước kiểu đó là sao được. Bắt mới xả đây à, mới xả đây từ 2-3 bữa gì đó mà nước chỗ này cục làm hơi có thương xung rong à. Ghê không? Đó anh em mà lái xe số tự động á nên xả. Mỗi lần khi xe đậu lại á là xả nó cho chắc ăn. Tối ngủ á trước khi ngủ xả nó ra. Dầu nhớt rồi đó không? Cục Enfresher thì liên chuối à. Nó hai bình hai bên á. Bên kia bình, bên đây bình. Xả hết hai bình luôn. Đang đi
trên Freeway 10 ở trong chỗ ngủ mới ra nó kẹt cứng ngắc. Bọn phải leo lên trên cái Highway 375 nè. Né vô 45 đi ra 10 lại. Trời trời. Chỗ này họ có làm cái chỗ cho mình đậu mình coi cảnh á. Hiểu không? Leo vô có ư hự luôn. 35 mai giờ. Cái dốc này bữa hổm bắt chạy hướng mình đi qua, con dắt chiều á, con có quay phim cho lại gia đình con lần. Hướng đó đi qua nè, bữa nay bắt đi hướng này đi xuống lại, đi ngược lại. Cái thằng Phi Quê 10 đường vô El Paso á, nó làm đường quá kẹt. Bữa hổm bắt kẹt 2 tiếng đồng hồ, trời trời có mấy mai, 7 mai à. Kẹt 2 tiếng. Cái dốc này đổ xuống là 8% nha, đổ xỉu á. 8% mà xe mà 40 ngàn thao đổ tới lồi á. Bữa nay xe bắt 20 ngàn thao. Mời đại gia đình xem đổ đèo ra. 8% là cũng dữ lắm á. Gài ấy này, gài nhìn rách. Thường mình leo cái này á, xe mình cũng có gắn cái quạt máy riêng ở ngoài nữa thì nên mở nó lên nha, đừng cho nóng máy. Nó đang mở nó nghe hụ hụ là nó đó. Bắt leo hướng bên kia đó leo lên á, trời ơi ứ hự á, dài lắm, cái dốc này leo gần nửa tiếng đồng hồ, trời ơi xuống rồi má ơi. Nó đụng xe nó kẹt thì quất luôn chứ đâu có thắng nổi đâu. Đó giờ chỗ này mà nó đụng xe nó dồn như này quất liền đâu có thắng nổi. Chơi mày luôn. Mấy anh bên kia leo lên thấy tội. Đập mạnh vô xong rồi buông nó ra cho thả chớn đi, ngồi đập mạnh vô buông nó cho thắng nó nguội á. Mình mà đập hoài rồi cháy á, cháy thắng là tuôn luôn á. Này có 6% mà dọn bản cũng phải đây đừng nha, 6% đỡ.
chuyện mà anh em lái xe tải mà kêu mà thắng không nổi mà càng người ta luôn hay là bay xuống dưới núi là chuyện đó bình thường. Mà nó có mấy cái dốc á, nó trước khi leo núi hay đổ đèo á, họ kêu mình hãy tấp vô lề kiểm xe trước á, kiểm thắng kiểm đồ hết á, rồi mới được đổ. Ây da, tới đây có đèn xanh đỏ nữa, ghê. Ok, hết núi. Đó, tới đây bắt kêu 45 rồi. Nếu mà bác không đi đường tắt kiểu này á, mà đi giữ 10 đi luôn á, mà nãy giờ là nằm nó ngủ luôn á, bữa hôm bác kẹt 2 tiếng đồng hồ á, trời trời. Bánh trúng à, hai anh em đang trên đường đi gặp giữa đường luôn. Ngầu quá, chung trắng. Hai anh em nãy anh gọi bác á, anh nói kẹt xe làm sao, bác mới kêu đi đường trong á đó. Lũi hai anh em vừa lũi chung vô nè. Còn sáu bảy mai nó băng ra đường 10 lại rồi. Anh về voi đa rồi bắt về cho trà. Bắt lọt vô được Vui 20, anh sẽ xong sao. Con đau bụng quá chịu hết nữa, bắt ghé vô nằm bắt nghỉ mà. Wow, nãy đói bụng, có đâu có nhớ ăn gì đâu, lấy cái miếng bánh ngọt ăn nhiều thôi, đau quá trời đau. Vô nấu qua mì húp đỡ, đau quá, đau mà ngồi không nổi mà. Ngồi không nổi sao chạy. Số Hà Nội luôn. Tay chân nó bụng rủng hết luôn á. Vô ăn không nổi, nó nằm miếng đuối quá, tay chân đuối chân. Yeah, đau bụng quá trời hôm nay. Cho nó bị nằm nghỉ tí đu qua. Trời ơi đuối dữ. Trời ơi, nói trên xe bệnh là quái nhất á, húp đỡ miếng này. Tương đau buồn á.
đâu dám ăn gì đâu anh, ăn đâu có được gì đâu, hấp nước. Còn 2 ngày nó mới về nhà, đúng quá, nãy giờ không nổi. Sáng đau kinh giữa này là bao tử, giờ nó đau rồi bên đây, giờ dở cái tay lên luôn. Bắt lấy cái nước là nước calorie, nước để cho mấy người như chạy bộ quá, tập thể dục có thể uống á. Mấy người bị giống như bắt giờ nè, đã ăn không được á, uống đi lấy dự sức lại á. Trời trời, đi ăn uống sao giờ? Lại đây tính tiền đi. Đưa được em ly yes. Skip mẹ đi. Car. Ok, bỏ thẻ cho tôi. Cái nước này uống nhưng mà để cầm hơi lại á. Có muối trong. Thường mắc bệnh á, trong vòng 7 ngày là hết. Giống như bây giờ đầu tay chân nó đuối từ từ rồi đó. Càng về chiều nó càng đuối dữ. Giờ phải ráng chạy về nhà càng sớm càng tốt. Phải uống chai nước đỏ chứ đi. Thường thường mình đi bác sĩ nó đưa mình cái chai loại chai này khi mua chai này uống. Gatorade. Thì uống cầm hơi á. Sẵn đây làm với Dương Phú không ơi. Sáng giờ uống 4 viên rồi đó. Mấy ổng đang ở 66, mấy ổng đang đổ con ngựa trên 170 kêu ghé. Trời ơi, ghé gì nổi ghé. Một đám đậu con ngựa vậy đó. Sơn Lê rồi Thanh Lửa rồi Michael. Trời trời, đẹp quá. Ok, bắt cơn đường đi. Trời mắc quá. Còn 2 ngày nữa dán là mắc ơi. Rang lên đuôi đận cái chừng tới được thành phố Greenwood của tây bang Louisiana. Bây giờ bọn tôi đến đây là coi như là tay chân nó dở không nổi luôn á, bụng rủng á. Bây giờ bác quay phim hết nổi, bác xin end cái video lên luôn ha. Cảm ơn đại định xem video bác nghe bác đuôi quay hết nổi à. Ngày mai từ đây chạy nhà con sổ nó về tới nhà. Bye bye đại định, hẹn lại video sau, giờ cũ đuối nửa đêm rồi. Bye bye đại gia đình.